ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hay gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tập đoàn Hoa Sen đạt thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ mưa vừa dứt, lập tức nắng lên ngay. Như tại thủ đô Hà Nội, sau khoảng 8 giờ, nắng bắt đầu xuất hiện và cường độ mỗi lúc một mạnh. Kéo theo đó, nhiệt độ cũng tăng lên rất nhanh, hơn 1 độ mỗi giờ và đến 10 giờ đạt 28 độ. Dự báo là nhiệt độ sẽ còn tăng thêm trong chiều nay khi trời tiếp tục nắng nhiều. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ trong khoảng 32-33 độ, cảm giác nóng hơn khác hẳn so với hôm qua. Chỉ riêng một số nơi ven biển như thành phố Hải Phòng là không khí vẫn thoáng đãng nhờ biển thổi đều đặn và nhiệt độ không quá 31 độ. Nửa phía Bắc của Trung Bộ chiều nay cũng hết mưa hửng nắng. Các thành phố Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ. Trong khi ở phía Nam, các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn nắng đến từ sớm và kéo dài đến cuối chiều, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 32-33 độ. Còn lại hai thành phố Nha Trang, Phan Thiết nhiều mây, có lúc có mưa và nhiệt độ khoảng 31 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, đầu giờ chiều nay nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác từ 31 đến 34 độ. Sau đó về chiều thì mây dông có thể phát triển, gây mưa rào rải rác cho Nam Bộ, cảnh báo mưa vừa mưa to cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện tố lốc, gió giật và sấm sét. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ cùng trạng thái thời tiết xấu, dự báo mưa rào rải rác có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Những cảnh báo về mưa dông cùng hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng được đưa ra cho vùng biển suốt từ Bình Định đến Kiên Giang, các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, ra giữa và Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa. Ngược lại, ở huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay rất ít mưa, gió vừa phải cấp 3, cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối cùng sẽ là dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều nay.